Sau thành công của mùa 1, Chị Đẹp chính thức quay trở lại và chuẩn bị lên sóng tập đầu tiên. Màn comeback của diva Mỹ Linh trong mùa 2 Chị Đẹp đạp gió rẽ sóng khiến cho khán giả vô cùng phấn khích. Giọng ca Hương Ngọc Lan trước đó đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong mùa 1, không chỉ vì tài năng mà còn bởi tính cách thân thiện, gần gũi và không kém phần hài hước. Thậm chí, khán giả còn gọi Mỹ Linh là danh hài Thánh Tạ Mềm. Sau mỗi tập lên sóng, nhiều bức ảnh chế ảnh hài hước của Mỹ Linh liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Ở mùa 2, không chỉ có Mỹ Linh, sự có mặt của một vài chị đại cũng gây chú ý, trong số đó là ca sĩ Phương Thành. Sự xuất hiện của giọng ca trống vắng khiến người hâm mộ thích thú và háo hức chờ đợi màn trình diễn bùng nổ trên sân khấu. Tuy nhiên, ngay khi tập 1 của mùa 2 chưa lên sóng, mạng xã hội đã bàn tán về sự xuất hiện của Phương Thành trong cuộc thi lần này. Sở dĩ cả hai gây chú ý là vì trong quá khứ từng vướng tin đồn bất hòa. Cụ thể, vào năm 2018, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài đăng tiết lộ rằng từng nghe một nghệ sĩ kể lại trong lần lưu diễn ở nước ngoài, Phương Thành suýt tát Mỹ Linh ở hậu trường. Người này cho biết nguyên nhân khiến vụ việc căng thẳng là vì Phương Thành không hài lòng bởi cách nói chuyện thiếu lễ độ của Mỹ Linh. Nhờ có nhiều người can ngăn nên vụ việc mới dừng lại. Thời điểm đó, ồn ào này khiến tên tuổi của Phương Thành và diva Mỹ Linh bị réo gọi khắp nơi. Mối quan hệ giữa cả hai bị mang ra bàn tán sôi nổi, và để tránh ồn ào bị kéo đi quá xa thì Phương Thanh đích thân lên tiếng. Nữ ca sĩ kêu oan trước tin đồn vô căn cứ và phủ nhận việc bất hòa đến mức tác động vật lý đồng nghiệp. Giọng ca trống vắng viết: "Trời ơi, oan cho em quá, em có biết gì vụ đánh Mỹ Linh hồi nào đâu. Em bây giờ dịu hiền lắm rồi nha, đừng gây nghiệp cho em nữa nha. Sao mọi người thích kéo em vô mấy vụ đánh nhau hoài vậy ta? Riết rồi em là thánh tác tất cả showbiz." Sau đó trả lời với truyền thông, Phương Thanh nhấn mạnh không có vụ việc như những gì đồn thổi trên mạng. Nữ ca sĩ cũng khẳng định đây cũng là chia sẻ cuối cùng của mình để ồn ào chính thức khép lại. Những chia sẻ của Phương Thanh được nhiều người đồng tình, bởi lẽ cả hai đều là cái tên đình đám nên chuyện hành xử kém chuyên nghiệp như ẩu đả nhau rất khó xảy ra. Nhờ màn lên tiếng thẳng thắn của Phương Thanh mà lùm xùm nhanh chóng được sáng tỏ. Sau drama trên trời đất xuống, Phương Thanh và Mỹ Linh có dịp hội ngộ nhau trong Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Đều là những tên tuổi lớn của Vbiz nên cư dân mạng xếp thẳng hai người vào team chị đại của chương trình năm nay. Mới đây, Phương Thanh còn đăng ảnh thân thiết với Mỹ Linh, đập tan mọi nghi vấn mâu thuẫn. Ngoài Mỹ Linh, Phương Thanh còn bị cho là từng tác hào hồ để đòi lại công bằng cho bản thân của mình. Tuy nhiên, thông tin này cũng nhanh chóng được nữ ca sĩ đích thân chia sẻ với truyền thông báo chí, khẳng định tất cả đều là bịa đặt. Phương Thanh là một trong ba cái tên cuối cùng được nhà sản xuất Chị Đẹp Đạp Gió 2024 công bố. Chị Đẹp Phương Thanh là ngôi sao âm nhạc đại diện cho thời điểm rất tinh mơ của nhạc nhẹ hiện đại Việt Nam với chất giọng khàn lạ cùng dòng nhạc pop rock sở trường. Nữ ca sĩ sở hữu một phong cách không đụng hàng, ít ai bắt chước được của Vbiz hàng chục năm qua. Là người tạo nên nhiều cơn sóng hiện tượng, sản phẩm âm nhạc của giọng ca trống vắng dần trở thành một gia vị không thể thiếu trên các đài phát thanh truyền hình những năm 2000. Cô nổi tiếng với các bài hit đi cùng năm tháng như Xa Rồi Mùa Đông, Giải Từ Dĩ Vãng, Khi Giấc Mơ Về. Ngoài sự nghiệp ca hát, Phương Thanh còn bén duyên với điện ảnh và là gương mặt được yêu thích trên màn ảnh. Nữ ca sĩ từng hai lần đạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim Nụ Hôn Thần Chết và Những Nụ Hôn Rực Rỡ.